Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình góp nhận 0.1 token CGL. Đây là khoảng 100 đô cho dự án này các bạn. Token này chạy trên 8S20 là nền tảng BNB Smart Chain đó các bạn. Để tham gia ngày hôm nay các bạn click phần link mô tả Telegram một status chatbot các bạn. Chương trình góp này nó sẽ end vào ngày 30 năm 2021 các bạn. 30 tháng mấy? 30 tháng 2 nha các bạn. Rồi các bạn lướt gấp trang nha các bạn. Các bạn bấm vào mục visit nè. Rồi tất cả anh em chọn vào những hình ảnh phù hợp cho trên bức ảnh các bạn, rồi tất cả anh em submit, rồi tất cả anh em bắt bắt up lên. Các bạn bấm chat nè. Rồi các bạn bấm vào claim free 01 là nhiệm vụ đầu tiên, thì các bạn join vào kênh group, kênh seller nè các bạn. Các bạn join vào hết nha các bạn. Cho tất cả nhiệm vụ trên mạng xã hội nha các bạn. Xong gần bắt đầu lại chọn tiếp kênh solo bằng follow nè, rồi bằng bắt đầu lên nè. Twitter thì bằng follow rồi. Để làm dự án khá là ngon đó các bạn. Mình thường thì làm dự án chạy trên tảng Ruby Smart Chain và BNB Smart Chain nha các bạn. Trên tảng ETH mình không hy vọng các bạn. Và chọn trên tảng chọn thì sẽ cam rất là nhiều luôn các bạn. Rồi bạn theo dõi các bạn, các bạn like và tweet nha các bạn. Chọn ETH giá ca thì khá là cao, tôi cần phân phối các bạn. Rồi bạn bấm vào follow xong thì các bạn điền là username Twitter, username Twitter của tất cả các bạn, à, cộng MMO của mình nè các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. You subscribe Telegram Inter. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain Best 20, các bạn có thể dùng địa chỉ với ETH trên Wallet cũng được nha các bạn. Rồi chờ xíu nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Các bạn tìm địa chỉ BNB Smart Chain là địa chỉ dưới đây nè các bạn. Hoặc có thể các bạn lướt tìm địa chỉ ETH cũng được nữa các bạn. Các bạn sao chép nha các bạn. Các bạn cứ kiếm những cái đồng coin free đi các bạn. Mai chiều vô một hai đồng coin cái chị các bạn khá luôn nha các bạn. Rồi bạn dán vào, rồi bạn gỡ. Ok, sau khi các bạn gửi xong thì nó gửi không latch or surprise you for các bạn du nè. Và nó nhận được 0.1 token nè bạn. Bấm vào balance để check số cần nha các bạn. Rồi bấm bấm vào cái fur để lấy ghép sẽ mè người thân withdraw nha các bạn. Open withdraw con này sẽ phong phối vào ngày 1 tháng mấy năm 2021, mình cũng không biết nữa các bạn. Khi nào phong phối thì phong phối các bạn. Dùm sao tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.